Hello, chào mọi người quay trở lại với DaVinci Dev Channel, khóa học và lập trình RPC với Golang. Thì ở video trước mình đã giới thiệu cho mọi người cái cách để mà mọi người có thể viết được cái file proto căn bản, chưa có cái gì trong đây hết. Và có thể từ cái file proto đó mình có thể chạy lệnh để mà mình gen ra được cái file code. Rồi RPC nó gen gen dùm cho mình ra một cái file code. Thì bây giờ từ cái file code đó làm thế nào để mình có thể dựng lên server và mình dựng lên các client để mà mình có thể test. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Thì đầu tiên, bởi trong cái thư mục của mình sẽ trong cái thư mục calculator mình sẽ tạo thêm cái thư mục server. Trong thư mục server này mình sẽ có thêm một cái file gọi là server.go. Trong cái server.go này á thì nó sẽ có cái bucket main, nó là bucket main. Trong cái bucket main thì nó có phần main. Rồi, vậy thì cái file server.go này nó sẽ chạy cái code server của mình lên. Thì đầu tiên là mình phải định nghĩa một cái struct server. Đó, cái struct này hiện tại là nó là không có gì hết. Thì cái này để làm cái gì? Rồi một xíu nữa sau mình làm xong mình sẽ giải thích cho mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo listener. Chấm không chấm không chấm không hai chấm, mình sẽ mở một cái listener trên một cái board là nó lớn lớn xíu, 500 69 đi đó, hết số 69. Rồi bây giờ tạm thời các bạn không cần phải hiểu mình đang làm gì ha, em lát mình làm xong rồi mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Arrow worldwide create listen. Rồi cái log frontal này thì để là khi mà nó có lỗi xảy ra nó sẽ in ra cái log và nó ngắt cái ứng dụng mình luôn, cái ứng dụng mình tắt luôn, nghĩa là mình không cần phải return ở đây nữa. Rồi thì khi mà mình tạo xong được cái đó rồi mình sẽ cần grpc, thư mục là google golang org.grpc new server. Đó. Thì khi mà mình new cái server này xong á thì mình bắt đầu mình vào trong cái file Rootbook này. Rồi file Rootbook này nó có cái hàm là register calculator service server đúng không? Đó, mình sẽ gọi cái hàm này ha. Mình gọi cái hàm register này nè. Đó. Thì nó cần truyền vào là một cái server là cái S của mình. Và một cái calculator service server thì mình sẽ viết nhanh cái khúc này đó, đó là tại sao nó như vậy ha. Rồi rồi sau đó là mình sẽ search ở trên cái listener này. Rồi này euro nó sẽ bằng và mình cũng sẽ lock cái row ra luôn, nếu mà có trường hợp nó xảy ra lỗi thì mình cũng lock ra luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình chạy cái code server này coi nó đúng chưa đã, nó chạy được chưa đã ha. Mình bật terminal lên, mình sẽ là go run, cái đường dẫn của nó là server server.go. Rồi nó đời đời vậy đã nghĩa là nó đúng rồi. Bây giờ trước khi mình chạy mình sẽ in ra đó, trước khi mình chạy mình sẽ in ra một cái log ha. Rồi để mình biết là server mình nó đang chạy. Rồi mình để mình biết là cái server mình nó đang chạy nè ha. Nghĩa là mình sẽ in cái log đâu đó đây để trước khi mình search đi. Rồi con calculator is running. Rồi. Rồi bây giờ mình chạy lại ha.
go run server vietserver.go. Rồi, vậy là cái service mình nó đã chạy rồi nè, calculator is running rồi nè. Nhưng mà để mình tiết kiệm, mình không cần phải gõ cái này, gõ đi gõ lại nhiều á, thì mình sẽ copy cái lệnh này vô trong cái file mac file của mình, đúng không? Lúc trước là mình đã có cái phần là gen rồi, thì bây giờ mình tiếp tục là mình sẽ run server. Thì mình sẽ đặt tên này là server đi. Thôi run server đi cho nó rõ ràng ha. Rồi và mình copy cái lệnh này vô lưu lại. Rồi giờ mình ra đây mình chạy lại nè. Rồi mac run server đấy, và cái service mình bây giờ nó đã chạy rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ giải thích cụ thể cho mọi người. Rồi mình zoom to ra một chút, giải thích cho mọi người cái này có nghĩa là cái gì. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái listener ở trên cái board là 50069 ở trên máy local của mình, 50000 nó nghĩa là cái máy local host của mình, máy hiện tại của mình. Mình sẽ tạo, mình sẽ mở một cái board ra, mình listen trên cái board đó và với giao thức là TCP. Sau đó thì mình sẽ new cái gRPC server lên. Cái này thì gRPC nó đã viết sẵn cho mình rồi, mình chỉ create một cái server lên thôi. Và đồng thời mình register cái server này với cái phần xử lý của nó. Phần xử lý nghĩa là calculator. Đây, các bạn thấy. Cái phần của xử lý của nó là calculator service server. Đó. Thì đây. Thì khi mà các bạn bắt đầu define những cái API thì nó sẽ bắt đầu, cái interface này nó sẽ có những cái hàm interface ở phía bên trong của cái calculator service server này. Và mình sẽ bắt đầu mình implement cái server của mình, nó sẽ implement lại những cái hàm ở đây, gọi là cái implement phần xử lý của cái interface này. Thì đó là ý nghĩa của cái struct này. Sau này thì mình sẽ bắt đầu mình implement thì những cái function nó sẽ là như vậy. Đó. Đó, và function ETS gì đó nó sẽ ở đây. Thì đó chính là cái phần mà mình sẽ xử lý của phần xử lý của cái service của mình. Đó, thì mình sẽ đăng ký là cái con server này nó sẽ xử lý cái service cái trở lấy cái phần xử lý của cái ở đây của cái struct này. Yeah. Và tiếp theo thì khi mà mình đã đăng ký cái phần xử lý rồi thì mình sẽ bắt đầu chạy con server này lên. Thì cái lệnh search này nó sẽ chạy con server này lên ở trên cái board mà mình đã định nghĩa là 50069. Đó. Thì vậy là mình đã chạy được thành công cái code server mình lên. Rồi giờ mình chạy thử lại lần nữa nè. Đó. Thì mình đã chạy được rồi đúng không? Nó báo nè. Giờ mình thử một trường hợp mình bị lỗi đi. Thì mình giờ mình vô đây đi. Mình là cd vào calculator đúng không, và mình mac mình run server một lại một lần nữa nè. Đó, thì cái server kia nó vẫn còn đang chạy nè, thì mình chạy thử lại một lần nữa. Đây thì nó báo nè, lỗi nè, khi mà mình run collision trên cái bọt 50069 này á, thì nó báo là cái địa chỉ này đã được sử dụng rồi, nghĩa là cái server trên này nó đã sử dụng cái bọt 50069 rồi. Đó, vậy thì có nghĩa là mình đã ok, từ cái code generate ra mình đã có thể viết được một cái server. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video kế tiếp, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái code client để gọi lên server nó như thế nào.